Xin chào mọi người. Hôm nay sẽ quay cô giáo Trang đang thực hiện một ca phun lông mày. Chị nhìn này, khi mà mình điêu khắc lông mày, khi mà mình đây là vừa lấy form xong, thì dùng cái bút định hình này lau thoải mái luôn, nó vẫn có một cái khung. Em tưởng anh quay rồi, anh đây. Đâu, anh đang quay đấy. Đây là một số các cái bước và một số cái dụng cụ mà cần cho mọi người xem. Đó. Cô giáo có thể giới thiệu qua cho mình một số những thứ cần chuẩn bị. Thì điêu khắc thì mình sẽ sử dụng cái lưỡi khắc, đa phần mình sẽ làm lưỡi tròn. Các bạn lựa chọn cái hàng lưỡi nào nó tốt tốt một chút xíu. Đây là dao này. Giới thiệu với mọi người, đây là cái phòng làm việc tại của Eva Sinh nhé, tại Chi Nhánh mới số 4 ngõ 68 đường Nguyễn Như, Quận Tu, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội. Mình sẽ lấy tầm về. Ngược lại này. À, xin lỗi các bạn là mình còn đang làm quen với cái dụng cụ mới của... chưa quen nên mọi người thông cảm. Nếu mà biết được điều này thì mình cũng rất là thật thà thôi, chứ mình cũng không có gì gọi là giấu dốt cả. Quan trọng là làm được cái video đẹp mình cũng phải học. Ai không có trải qua một quá trình học thì mới giỏi được, đúng không các bạn? Bên Eva Sinh đã có những cái dòng mực khác phù hợp để các bạn làm thẳng luôn, các bạn không phải pha gì nữa. Thì chúng ta sẽ dùng luôn cái mực khác này, đó là tông màu nâu đậm, để dành cho lông mày này, và các bạn chỉ việc bơm và đi thẳng luôn. Cô giáo chào, mình mượn cái lông mực đi. Ok, trong lúc cô giáo... Với bên này thì các bạn sẽ ngồi trên cái đầu của khách hàng. Thật ra thì mình quay sát cho mọi người nhìn nhé. Đây là mực khắc của Eva Sinh độc quyền. Mình quay sát cho mọi người nhìn chứ. Ok. Em bỏ xong cái này. Cô giáo đang bị sợ nha mọi người. Mọi người cần hỏi các kỹ thuật thì có thể comment ở bên dưới cái video này. Chúng tôi sẽ giải đáp cho các bạn liên tục. Đây chính là đường like của khách hàng này. Chấm ra cho mọi người xem đường like này. Đấy, chúng tôi dựa vào cái đường like của khách hàng chúng ta đi. Đây là cái like này. Camera ba chiều. Cô giáo có thể vừa làm vừa nói nhé. Nhà mình thích làm thực tế, quay thực tế và cũng không có quảng cáo lố, nên là mọi thứ nó rất là tự nhiên. Cái lực để đi trong điêu khắc ấy, lực tròn của nó là khi các bạn đi ấy, và khi căng ra nó sẽ rứa một chút xíu, nó màu vàng chứ nó không được chảy máu.
nếu chảy máu là các bạn đi với mạnh tay, và nếu mà khô không có một chút xíu thời gian là các bạn đi quá cạn. Đi rau đi mình sẽ có những cái sợi rất là mảnh. Xin lỗi các bạn là có một số nhân viên đang nói chuyện. Mình đã đang nháy các bạn đây rồi. Có những cái tiếng động mà nó không hay thì cũng thông cảm nhé. Cứ tập trung vào cô giáo và mình thôi. Tại vì mình đang làm ở tại học viện luôn. Nên là sẽ rất là nhiều học viên hay là nhân viên đang làm việc. Vì khách này cũng nhiều sợi lông rồi cho nên mình sẽ chỉ tỉa thưa cho mình không làm quá mau. Bởi khi làm mau quá các cái sợi nó sẽ nhìn nó rối. Để mà điêu khắc được một cái sợi nó mảnh nét thì các bạn lưu ý là khi chúng ta cầm cái cán khắc và cầm vuông góc cái bề mặt ra và lướt tay nhẹ nhàng thẳng để cái sợi của mình nó không bị nát, nó không bị nhòe cái sợi ra. Đi như sợi này xong các bạn ổn mực và nhìn cái sợi nó hiện lên thì rất là mảnh. Sợi này mới gọi là sợi ăn tiền đúng không? Cái này ở bên Mỹ hay là bên các cái nước ở châu Âu thì quy ra tiền nhiều tiền lắm. Ở Việt Nam chúng ta thì cứ một cái điều khác thì trung bình giá nó cũng vừa phải thôi. Mới lông mày nhiều lông rồi mình chỉ đi kép 3D thôi. Bên loáng thôi. Thường một ca điêu khắc cô giáo làm thì sẽ khoảng bao lâu? Điêu khắc không thôi thì nó sẽ rơi vào tầm nửa tiếng. Sợi nâng cao. Còn đến bài sợi này thì ở bên sợi này rồi đúng không? Mình đi cái sợi nào nhìn cái sợi nó phải thật mảnh nét và hoàn toàn không có chảy máu đúng không chị Hà? Đó. Chị Hà cứ sợ là em làm mạnh tay quá là nó bị chảy máu như nào, nhưng hoàn toàn là không. Không có một chút chảy máu nào mà cái sợi nó cực kỳ mảnh luôn. Cái sợi đó nó phải mảnh đúng như cái sợi lông mày thật của khách. Đó. Thì
thì nó mới đạt. Và cái màu của nó phải nhìn thấy được cái màu. Còn nếu mà các bạn khắc một lượt mà lau đi nhìn nó nhập nhòe, nó không rõ cái đường ấy, không rõ cái sợi thì nó sẽ không thành công. Hoặc là cái sợi nó quá to thì nó lại không đạt. Đấy, con căng ra đây mình đi những sợi chính này. Rõ lắm rồi đó. Đấy, những cái sợi chính này, đó. Cái lớp là cố gắng đi cái lớp làm sao mà cho nó, mình đi sợi chính cái lớp nó đều đều à. Đây là cái sợi nâng cao nhé. Sợi nâng cao này các bạn mới học thì nó hơi khó. Nếu các bạn mới làm thì các bạn chỉ đi sợi cơ bản, sợi ngắn một chút thôi. Đừng có đi sợi dài quá, khi chúng ta đua sợi dài chúng ta không đi được, nó sẽ đứt sợi. Sẽ đứt đôi, đứt ba ra. Khi mà chấm mực khác ấy, lưu ý này, chúng ta chỉ chấm các đầu kim thôi, chứ không được chấm quá sâu. Và nếu mà nhiều các bạn sẽ gà sang hai bên này. Chúng ta sẽ đi xếp lớp cho nó đầy, nó khít. Động tay cứ phải nhẹ nhàng thôi, đừng có nhẹ nhàng nhưng nước nó phải đều, chứ đừng có đi quá mạnh tay, không được ấn, không được ấn mạnh sâu kim xuống mà nó sẽ bị vỡ, nó vỡ cái sợi của mình. Xong một lần đi xong chúng ta lại phải di mực để cho cái mực nó nó vào cái đường khác của mình, nó vào những cái đường khác. Các bạn có câu hỏi thì có thể comment bên dưới hoặc gọi vào số điện thoại 19000299 hoặc Zalo 09 5 số 6 030 nhé. Bạn nào muốn được học mà online miễn phí thì có thể là đăng ký cái kênh YouTube của học viện để được hỗ trợ. Đây, chi tiết. Mình sẽ hoàn thiện nốt chỗ này, nó thưa quá, hoàn thiện nốt sợi nhé. Quan trọng nhất của cái điều khắc này là phải làm đúng cái khách hàng, họ phải có, phải có sợi lông sẵn. Nên nhiều người không phải ai cũng có thể là điêu khắc được. Cái mình đang xem. Hơi kén ra. Hơi kén cái lông mày. Mọi người cứ nghe quảng cáo nhiều đê, thực ra là quan trọng nhất là sợi xếp làm sao cho nó thật là mảnh. Nếu như các bạn nhìn cái sợi nào nó bị nhạt quá thì các bạn có thể dặm. Và lưu ý cái lực dặm. Cái lực dặm là phải nhẹ tay. Lực dặm đừng có đi như cái lực lật đầu của mình. Cái này là điêu khắc sẽ kết hợp sanding ngay sang này.
quay lại thì mình sẽ nhìn ra hơn. Em đi đi một lượt nhé. Bây giờ chúng ta cho khách hàng một chút tê. Sau đó chúng ta có thể giảm nhẹ lại một những cái vài những cái sợi mà nó non mực hơn một chút. Cứ đung đưa vào anh đứng lên xem nào. Hoàn toàn là sợi già lẫn vào những sợi thật. Lại mà cái này còn sa đinh nữa, sa đinh chạm vào đuôi nữa. Hơi sót tí xíu rồi em. Trong thời gian chờ mình sẽ ủ tay bên kia. Bên kia chưa ủ tay. Mình sẽ lau hai bên đi. Thì do video nó dài, mình cứ cắt đi, sẽ làm thêm một video tiếp theo ấy. Thì mọi người có thể có thắc mắc gì có thể comment bên dưới nhé. Nhớ đăng ký kênh, like, share để cùng học với Eva xin các bạn nhé. Chào mọi người.